công ty con của Vinhomes được chấp thuận dự án khoảng 197 hectare tại thị trấn Hậu Nghĩa, xã Đức Lập Thượng và Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An vừa quyết định chấp thuận công ty cổ phần phát triển thành phố xanh, công ty con của Vinhomes là nhà đầu tư thực hiện dự án khu đô thị mới Hậu Nghĩa, Đức Hòa, diện tích khoảng 197 hectare, dự án tọa lạc tại thị trấn Hậu Nghĩa, xã Đức Lập Thượng và Tân Mỹ, huyện Đức Hòa. Tổng vốn đầu tư dự án gần 28.258 tỷ đồng, hơn 1 tỷ đô la, trong đó chi phí thực hiện dự án gần 25.163 tỷ đồng, chi phí bồi thường tái định cư 3.095 tỷ đồng. Theo quyết định, công ty Thành phố Xanh thực hiện dự án trong 6 năm kể từ ngày được chấp thuận đầu tư, thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm, vốn góp của nhà đầu tư khoảng 4.200 tỷ đồng, chiếm 15% tổng mức đầu tư cho dự án, 85% còn lại, khoảng 24.019 tỷ đồng từ nguồn vốn huy động. Trước đó, Long An kêu gọi nhà đầu tư thực hiện dự án này, Thành phố Xanh là đơn vị duy nhất nộp hồ sơ đăng ký. Quy mô dự án gồm biệt thự, nhà liền kề, chung cư, đất nền tái định cư, nhà ở xã hội, các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, riêng quỹ đất đầu tư xây dựng công trình văn hóa, thể dục, thể thao và đất cơ quan hành chính sẽ chuyển giao cho tỉnh Long An để thực hiện dự án riêng. Công ty Thành phố Xanh do Vinhomes nắm 99,88% vốn. Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm nay, công ty này đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản, được biết đến là chủ đầu tư dự án Vinhomes Grand Park, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh với diện tích 270 hectare. Thời gian gần đây, Vinhomes và các công ty con liên tục đăng ký làm các dự án quy mô lớn.